ngã ngửa với sự thật cô nàng hot girl xinh lung linh gây bão mạng xã hội. Mới đây trên mạng xã hội, cư dân mạng đang dành nhiều sự quan tâm cho cô nàng Vũ Huyền Trang. Cô nàng hot girl sinh năm 2000 sở hữu khuôn mặt xinh xắn, dáng mũi cao thanh hài hòa và cặp mắt xinh tươi cuốn hút mọi ánh nhìn. Mọi người đều nhận xét vẻ đẹp của cô không khác gì một ngôi sao màn bạc xứ Kim Chi. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh sang chảnh lên mạng xã hội với nhan sắc bao người mơ ước. Cư dân mạng đưa ra hàng loạt dự đoán rằng cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi, độn cằm, gọt hàm, cắt mí, tra tìm danh tính bác sĩ thẩm mỹ phía sau nhan sắc này. Thế nhưng sự thật lại khiến nhiều người ngã ngửa. Bạn gái này thì là tôi là bác sĩ thực hiện những cái can thiệp chỉnh sửa cho bạn ấy. Tuy nhiên, công tâm mà nói thì bạn này cũng có những cái đường nét khá là tươi tắn, khá là xinh sẵn rồi. Và bác sĩ đã giúp bạn ấy chỉnh sửa thêm một đôi chút khuyết điểm ở cái mũi và cái mắt. Cái đặc điểm mũi của bạn ấy là gì? Đó là hơi dài đầu mũi cụ, sống mũi gồ, và nó chưa cái độ thanh thoát ở cái đầu mũi và cái form dáng mũi. Cái phần mắt đó là mắt một mí, hơi yếu cơ. Tuy có nét cá tính nhưng đôi khi là bạn ấy phải mất rất là nhiều thì mới có thể cải thiện. Thì bạn mong muốn là một cái chỉnh sửa làm sao cho cái mắt thật tự nhiên, nếp mí nhỏ kiểu Hàn Quốc và cái đôi mắt nó tươi tắn. Với chiếc mũi thì bác sĩ đã là nâng mũi cấu trúc, tạo hình đầu mũi hoàn toàn bằng style, đặt sống mũi thật nhẹ nhàng, mũi Laroform. Thế còn về mí thì bác sĩ can thiệp tối thiểu chỉ cơ lông mi, tạo hình một cái nếp mí rất là nhỏ để làm sao hạn chế tối đa cái lộ dấu vết của các mí, vẫn giữ được cái nét cá tính của bạn đấy. Và cái kết quả cũng có thể nói là với mỗi một trường hợp thực hiện thẩm mỹ đó là sự hữu duyên giữa khách hàng và bác sĩ. Khi cái mong muốn thẩm mỹ của khách hàng nó phù hợp với phong cách của một bác sĩ nào đó, nhất là những cái trường phái can thiệp tự nhiên, nó sẽ đem lại cái vẻ đẹp hài hòa nhất với mỗi cá thể từng người. Chia sẻ với các bạn để có cái nhìn khách quan hơn.